Kính thưa quý vị, màn trình diễn đầu tiên của võ sĩ Lý Bằng, đó là anh sẽ dùng những cái thép cứng đập vào đầu của mình. Đó là những thanh thép nặng và thật cứng. Thép đập một lần hay không, chúng ta theo dõi sau đây. Những thanh thép thật nặng, thật cứng đã được võ sĩ Lý Bằng dùng đầu đập gãy hoàn toàn. Quý vị nào không có kinh nghiệm thì don't try at home, không được thử tại nhà nha quý vị. Bởi vì chỉ có võ sĩ Lý Bằng mới làm được điều này mà thôi. Bây giờ, thưa quý vị, màn biểu diễn tiếp theo đó là võ sĩ Lý Bằng sẽ dùng con mắt của mình. Hai con mắt của mình dùng để nhìn, nhưng mà võ sĩ Lý Bằng sẽ dùng nó để mà nâng hai xô nước này lên. Chúng ta hãy xem võ sĩ Lý Bằng làm sao mà dùng hai con mắt để mà nâng hai xô nước. Vâng, võ sĩ Lý Bằng vừa nhét một miếng thiết và bấm nút. Vâng, võ sĩ Lý Bằng đang cho tất cả quý vị chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng cái miếng thiết đó nằm trong mắt của Lý Bằng. Đây là một màn biểu diễn thật là mạo hiểm. Thật là mạo hiểm. Bởi vì con mắt có thể là một vùng nhạy cảm nhất trong cơ thể chúng ta trên khuôn mặt. Nhưng mà võ sĩ Lý Bằng đã nhét miếng thiết có nối với dây xích. Và để chuẩn bị màn biểu diễn của mình, nâng hai xô nước lên bằng con mắt của mình. Là hai xô nước kính thưa quý vị. Vâng, hai miếng thiết đã được bỏ vào trong mắt. Còn bây giờ, chuẩn bị. Tuyệt vời.
nâng hai xô nước bằng hai con mắt. Wow, xứng đáng là một kỷ lục gia của Việt Nam. Tuyệt vời quý vị ạ. Con mắt là một trong những cơ quan có thể yếu nhất trong khuôn mặt của mình. Còn một suy nghĩ bằng dung đó là một suy nghĩ mạnh nhất. Trên hai số nước đầy nước của quý vị. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Quý vị cũng thấy rõ ràng những cái đường gân trên đầu của võ sĩ Lý Bằng đang căng lên, đang căng lên quý vị, chứng tỏ là các cơ quan trong gần bộ phận con mắt đã được làm việc cách tối đa. Quá tuyệt vời. Vâng, quý vị, võ sĩ Lý Bằng vừa biểu diễn hai màn võ thuật thật độc đáo của riêng anh, đó là đập gãy những thanh thép bằng đầu của mình, đứng hai xu nước hai con mắt của mình. Dòng máu là hồng 4.000 năm, dòng máu là thương trong tim mình, nội dòng là hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng. Vâng quý vị, ở trên sân khấu của cuộc thi Hoa hậu ngày đêm nay, quý vị là những người đầu tiên được chứng kiến anh biểu diễn ở trên sân khấu này bằng xương bằng thịt. Và bây giờ võ sĩ Lý Bằng sẽ dùng nó chém vào bụng của mình. Cứa vào bụng của mình quý vị. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Chúng ta thấy rõ những đường lằn màu đỏ đã ẩn lên cái bụng của anh Lý Bằng. Chúng tôi rằng cái rựa này rất bén, nhưng mà anh đã dùng nội công của mình hóa giải cái sự bén của cái rựa này. Wow, và bây giờ màn trình diễn cuối cùng của võ sĩ Lý Bằng, đó là dùng khoan. Đố quý vị khoan vào đâu ạ? Đố quý vị khoan vào đâu? Vào đầu. Phải không ạ? Võ sĩ Lý Bằng. Khoan vào cổ quý vị. Hay đúng hơn là khoan vào yết hầu. Đầu tiên là khoan vào bụng. Wow. Wow, anh đang đẩy ngược lại cái mũi khoan đó quý vị. Wow, chúng ta thấy một cái lỗ thật sâu. Một cái lỗ thật sâu trên bụng của võ sư Lý Bằng. Ai dám làm điều này không ạ? Võ sư Lý Bằng sẽ tự làm, vâng. Chắc ăn, dạ. Yeah. Mũi khoan khoan vào cổ. Anh đang đẩy ngược lại mũi khoan đó quý vị. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Wow. Wow. Với nội công thật là thâm hậu, võ sư Lý Bằng vừa trình diễn chúng ta những màn biểu diễn võ thuật thực ngoạn mục. Khánh Hoàng nghĩ rằng đó là võ sĩ Lý Bằng trước khi biểu diễn thì các bạn thấy võ sĩ Lý Bằng hay múa và la. Đó là cái động tác như thế nào? Có phải là mình cầu nguyện tổ là cho mình được an toàn hay không võ sĩ Lý Bằng? Lần đầu tiên Lý Bằng qua đến Cali
Lý Bằng phỏng vấn Lisa trước khoảng 25 thì 31 Lý Bằng bay qua đây để diễn kịp cái ngày 1 tháng 8. Lý Bằng lần đầu tiên qua đây, Lý Bằng không biết gì hơn, xin chúc quý đồng bào đồng hương tại Cali nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Lý Bằng đã tập từ nhỏ rất là nhiều năm, những cái khổ luyện của mình. Bây giờ được như hôm nay, Lý Bằng không biết hơn thì muốn đem lại những cái khả năng, những cái sự cống hiến đến người Việt và đến cả quốc tế. Những cái động tác Lý Bằng la thì tập đó là những cái người thầy chỉ Bằng để cho có một cái động lực để thành công một tiết mục. Lý Bằng xin cảm ơn. Một câu hỏi được đến đây Lý Bằng. Những cái màn biểu diễn của anh rất là mạo hiểm, và có khi nào đã từng xảy ra những cái tai nạn mà làm cho anh bị thương tích hay là làm cho anh phải nhập viện vì những cái màn biểu diễn hay không ạ? Lý Bằng còn mấy tiết mục chưa có diễn tại đây. Thì thường Lý Bằng diễn ở Việt Nam thì một ekip Lý Bằng trên 10 người, thi Việt Nam Got Talent 2013, nhất Kung Phu. Qua đây Lý Bằng chỉ có một mình và còn thiếu gì tiết mục chưa diễn. Có thể là lúc khác Lý Bằng sẽ được gặp lại quý vị. Lý Bằng sẽ đóng đinh bằng đầu và nhổ đinh bằng mắt. Sẽ có dịp tái ngộ quý vị, Lý Bằng có thể dùng mắt kéo xích lô chở 3-4 người gì đó. Và nhiều tiết mục mới xin hầu tạ quý vị, xin bằng cảm ơn. Trả lời câu hỏi với anh Hoàng là quý vị thắc mắc là có khi nào anh bị một cái vấn đề gì xảy ra hay không? Lý Bằng tháng trước thì kéo đinh bằng mắt thì cái đinh nó đóng vô cái gỗ, nó bị cái ngay cái mắt lúc mà kéo đinh lên nó rất là nặng. Khi mà cái mắt gỗ thì khi Lý Bằng kéo lên thì trong con mắt mình nó máu nó chảy xuống tới càm rồi. Mà mình sợ nó bị chảy á, nhưng mà khi mà bỏ cái đồng xu 200 đồng ra thì con mắt mình nó không có bị chảy, nhưng mà nó là những cái dây thần kinh của cái máu mắt mình nó chảy ra. Đó là tại vì nó quá sức, chứ bằng tưởng là bị chảy nó chảy máu. Nhưng mà đó là cái quá sức thì những cái dây thần kinh của cái mắt mình nó tuôn máu ra. Cái đó là Lý Bằng mới xảy ra khoảng 2 tháng. Vâng. Như vậy là hồi nãy Khánh Hoàng có thưa với quý khán giả là anh có dự định là sẽ tham dự cuộc thi America Got Talent. Anh có thể chi tiết hơn về cái dự định này của anh không? Dạ. Yeah. Ok. Yeah. Lý Bằng mới qua đây từ tối hôm qua, cũng có những người khách nói Lý Bằng hãy đăng ký khoảng tháng 12, thì cỡ mùa hè tháng 6, tháng 7 rồi đó thì có thể là America. Thì Lý Bằng rất là thích, hy vọng là Lý Bằng được đăng ký và gửi cho họ cái đĩa họ xem, thì lúc đó Lý Bằng sẽ có mặt tại Got Talent America. Và hy vọng tất cả những người chúng ta hãy ủng hộ cho bỏ xin Lý Bằng. Yeah.